cho nó nhảy nhảy xào vậy đó. Không nhảy đi được. Nhiều khi mà nó chạy quá cho nó tông đi một cái lộn mấy vòng luôn. Tội vòng nhỏ. Làm rớt rồi. Dựng lên lại. Các chị Trinh phải vẽ để lên. Có gút làm sao. Bên này nó to. Rớt cái gì? Bạn bè mới dán để con hông đó. Nó nhảy một chút nữa là con vô luôn một đỏ. Đã để ngoài nó ghê quá à. Mấy mé mà. Qua quýt cái mật đỏ. Bây giờ nó xử đẹp kêu mà. Gái cưng quá mà. Thôi ăn nhanh chưa? Qua đi tắm thôi. Mới đầu chưa thấy thấy xe mình chỉ là sủa. Sủa xong thấy anh chín rồi bắt đầu. Bây giờ nhiều khi nó không phải sao không lùi mà nó thấy mà người ở chắc ở ngoài nó sáng nó chiếu vô rồi. Rồi chà bá luôn không thấy. Chiến đi vô rồi mới thấy nó vô chỉ thêm cái bóng qua nó không thấy được cái mặt thiệt nào.